nghiệp. Thích Minh Tuệ nói, trụ trì là không được giải thoát. Ngày xưa Đức Phật không có trụ trì ai kể, là một cái câu nói hết sức là tào lao tầm bậy, phỉ báng đạo Phật, phỉ báng Đức Phật. Nghe. Cái thời mà Đức Phật còn tại thế đó, thì Đức Phật có hai cái tăng đoàn, tức là tăng đoàn và ni đoàn. Thì tất cả những cái vị xuất gia mà ở trong tăng đoàn cũng như trong ni đoàn đó, khi nào muốn tách rời ra ở một cái thất riêng thì đều phải đảnh lễ xin phép Đức Phật. Mà chỉ khi nào Đức Phật cho phép mới được ở thất, còn ngoài ra là phải ở chúng. Lúc đầu thì chưa có chùa, nhưng mà sau này có chùa thì phải tăng chúng phải ở trong chùa. Sư cô Tâm Tâm từng đi học ở Ấn Độ 7 năm, tốt nghiệp ngành tiến sĩ Phật học. Sư cô đến tăng Ấn Độ, sư cô học. Ngày xưa Đức Phật cũng có tăng đoàn và ni đoàn. Những ai mà muốn đi ra riêng ấy thì phải đảnh lễ xin Đức Phật. Đức Phật đồng ý thì mới được ra riêng. Đức Phật không đồng ý thì phải ở chung với tăng đoàn và ni đoàn, ở chung với đại chúng. Thì điều này không phải là Đức Phật quản thúc, quản giáo người ta hay sao? Mà quản lý thì có phải là trụ trì không? Mặt khác, đối với những con người mà không hề biết về Phật học, không hề biết về kinh sách sử gì hết, thì cái câu mà trụ trì không được giải thoát của ông Thích Minh Tuệ nói ấy, là thuộc về tà kiến. Thích Minh Tuệ hãy cho biết, anh đi tu như vậy là anh đi theo cái trường phái nào? Nam Tông hay Bắc Tông? Cũng không phải là Nam Tông, Bắc Tông, nhưng đi tập học theo lời Phật dạy. Đến thời điểm nghe được Thích Ca Mâu Ni thuyết, cái giáo lý đó là con tập học, con làm theo. Như con đó là tập học theo lời Phật dạy được Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni đang có giáo lý đó, mọi người nghe. Anh có chắc là anh đi tu theo cái lời của Phật Thích Ca Mâu Ni dạy không? Đó là lời tu hành của con như thế. Thì con còn biết nói ai nói là đây là thì Phật Thích Ca nói hay không, con cũng không cần quan tâm. Con cũng không biết nói là đây là Phật Thật Di Đà nói hay không, mà con là hành trì như thế. Có thiếu thứ gì, gặp thứ gì, thấy hạnh phúc áp dụng cho mình thực hành ngay. Tóm gọn lại, cái mục đích anh đi tu đã đạt được cái gì? Con phát nguyện tu thành A Di Đà Phật, để cho mọi người có A Di Đà Phật. Như vậy có phải là tẩu quả nhập ma hay không? Phát nguyện là tu theo lời của Phật Thích Ca Mâu Ni, rồi trong quá trình tu ấy là mình thấy cái gì hạnh phúc mà mình làm, không quan trọng cái lời đó của Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà, cứ mình thấy khói là mình làm. Rồi cuối cùng ấy là mình tu thành ông Phật A Di Đà của giải phát nguyện theo Thích Ca. Mà tu ấy thì thấy hạnh phúc mình làm, chứ không biết cái lời đó của ông Thích Ca A Di Đà. Rồi cuối cùng ấy là mình tu thành A Di Đà. Ủa vậy là sao? Thế mới đợi cho biết, khi mà anh rũ bỏ cuộc sống trần tục, anh ruồng bỏ gia đình để anh bước chân vào chùa, anh tu, thì cái lúc này anh cảm thấy thế nào? Anh có cái quyết tâm gì hay không? Chẳng qua vào đó tập học tu thử mấy tháng thế thôi, chứ con chẳng qua vào đó tập học tu thử mấy tháng thế thôi. À, vậy là anh đi tu thử đúng không? Anh bỏ gia đình, anh ruồng bỏ cha mẹ, gia đình, người thân, anh bỏ công việc, cuộc sống trần tục, anh vô đến tu thử. À, hiểu rồi ạ. Thế mới đợi cho biết, trong thời của Đức Phật thì Đức Phật có cho phép nữ giới được xuất gia hay không? Và Đức Phật tán thán có khuyến khích người nữ giới xuất gia hay không? Rồi Đức Phật tự mình được xuất gia, đó là tỳ kheo ni. Người ni người ta buông bỏ tu hành rồi còn nấu ăn gì nữa. Mà đã ni họ giữ 348 giới rồi, đâu có họ đi cắt từ cỏ xin ăn, đâu có nấu cơm nữa. Nếu mà đang nấu cơm thì không phải là ni. Cái đấy thì quy định của Đức Thế Tôn mình cũng không biết được. Cái đấy Đức Thế Tôn nói như thế thì mình biết như thế thôi. Chứ sao bữa trước truyền thông anh nói là nữ giới không cần xuất gia, nữ giới cứ ở tại nhà tu đi, rồi phát nguyện kiếp sau mình thành nam nhi để mình xuất gia, còn kiếp này mình làm nữ giới mình ở nhà mình tu được chứ thì tu sao vậy? Giờ là nữ nhân mình không đi được, đời sau mình phát nguyện thành một nam nhân. Nếu mà đời này mình nữ nhân thì mình cũng cố gắng mình niệm Phật, mình tập được cái gì hay cái đấy. Ủa vậy là anh cãi lời Đức Phật rồi. Cái anh Thích Minh Tuệ này nè, anh đi tu mà anh không hiểu được chữ tu là gì. Cái chữ tu trong đạo Phật nó đơn giản lắm. Còn những con người mà cứ nghĩ mình đi tu để mình đạt được một cái thành tựu gì đó là những con người rất là tham vọng. Đừng có nói là anh ấy đã buông bỏ, anh buông bỏ cái cuộc đời trần tục, cái tham vọng thành phần. Còn những cái thầy chùa, thầy tu của nước Việt Nam anh ấy, họ đáng trân quý lắm. Họ hy sinh cuộc đời của họ, họ bước chân vô chùa để họ tu sửa cái bản thân họ trước, và họ tụng kinh niệm Phật, rồi họ gìn giữ cho cái ngôi chùa, họ xây dựng cho cái ngôi chùa nó được đẹp, nó được khang trang. Rồi họ tụng kinh, rồi đúng giờ là họ gõ chuông, cái tiếng chuông nó ngân lên, nó làm cho mọi người nghe được, mọi người thức tỉnh, mọi người cũng có cái tâm mình từ bi hướng thiện. Có cái nhiệm vụ của họ là như vậy. Rồi họ kêu gọi mọi người, những người Phật tử mà đến đây là họ kêu gọi cùng nhau tu. Rồi giờ kêu gọi anh em họ hàng mình, bà con sớm ra mình cùng nhau tu. Tu đón chay để sửa cái bản tính mình trở nên tốt đẹp, từ bi hướng thiện, biết giúp đỡ mọi người để cho cộng đồng nó tươi đẹp, gọi là tốt đời đẹp đạo. Chứ còn những con người mà nói tôi đi tu đấy, cái hành nó tốt đẹp lắm, tôi đi tu đạt thành cái đó là tham
sửa cái bản thân người ta thành một người rất là tốt, tinh khiết và mặt đạo đức, rồi bắt đầu người ta kêu gọi mọi người cùng nhau tu, cùng nhau sửa đổi với bản thân, là tốt với mình và tốt với người, tốt với cộng đồng, tốt đời đẹp đạo. Những người như vậy mới là chân tu, mới giúp ích cho cộng đồng, giúp ích cho xã hội, để cùng nhau gìn giữ cái nền Phật pháp, xây dựng chùa chiều lên để cho mọi người nhìn thấy cái chùa mà khởi cái tâm tu tập. Sau đây là bốn bằng chứng cho thấy Thích Minh Tuệ cố tình xuyên tạc kích động phá chùa phá đạo Phật. Thích Minh Tuệ hãy cho biết, nếu muốn đi tu có cần một người thầy hay không? Muốn xuất gia được đó là giờ anh xuất gia lắm, cô không biết sao đi nước mắt đóng người sống ở rừng ở nghỉ đi ở bãi Sa Pa ở ăn đá tu hành. Những điều đấy tự mình làm, tự mình bất nguyện, không cần một người thầy nào, không cần là ai hết. Đề nghị Thích Minh Tuệ hãy trả lời thành thật bằng lương tâm đạo đức của một con người muốn xuất gia. Có cần một người thầy hay không? Bình thường như thế này mà mình không hiểu lộ trình mình tu tập thành niên đấy nhé. Phải bình thường phải có một cái ngựa con ngựa, có một thầy chỉ hay là một cái gì chứ không đi tu ba bữa rồi thành điên thành bậy bạ. Vậy tại sao mình lại nói là xuất gia không cần một người thầy? Có phải là mình muốn tất cả mọi người ai muốn xuất gia thì tự động xuất gia, không cần bước chân vào chùa để mà tu nữa, đợi cho nhà chùa không còn thầy chùa thầy tu? Thế mình tự hãy cho biết cái việc mà Phật tử cúng dường cho nhà chùa nhận tiền của Phật tử là đúng hay sai? Cái đấy thì vào hay không thì mọi người tự biết lấy, không cần phải nói nữa. Rõ ràng như thế lời Phật ghi lại thì không được nhận tiền với, nhưng mà họ nhận tiền thì mọi người biết là đâu cần nói nữa. Hay phạm hay không thì không cần nói nữa. Đời thì mình tự hãy trả lời thành thật bằng lương tâm đạo đức của một con người. Những cái người mà họ có chùa, họ có tỉnh xá, họ có cái chỗ thờ Phật đấy, thì họ chi trả tiền điện hay là dầu đèn hương hoa hay là, mà mình cũng không nói là nhận tiền là đúng hay sai. Ai muốn, tại vì một cái người mà tự nhiên chạy tới cho mình 100.000 hay bao nhiêu tiền đó, họ tự nguyện chứ cũng đâu có xin đâu có lấy gì đâu mà nói họ đúng sai đâu. Họ tự nguyện chứ cũng đâu có xin đâu có lấy gì đâu mà nói họ đúng sai đâu. Vậy tại sao trước truyền thông mình lại nói như vậy? Có phải là mình muốn tất cả Phật tử quay lưng với chùa, không cúng dường, không cúng tiền cho chùa, để chùa tự không có tiền mà tự đóng cửa nhịn nghỉ hay không? Thế mình tự hãy cho biết một người trụ trì chùa thì có thể đạt đến giải thoát hay không? Lý do vì sao? Họ là trụ trì rồi thì không giải thoát, không ép buộc thì làm sao có trụ trì là giải thoát, mà trụ trì thì đâu có giải thoát, đúng không? Trụ trì mình đang quản thúc người ta mà. Vậy đề nghị Thế Minh Tuệ hãy cho biết vì sao những người đó được làm trụ trì chùa mà Thế Minh Tuệ thì phải đi lang thang? Để làm một vị trụ trì với lại xây chùa to phần lớn đó tùy theo duyên của họ, cái phước của họ họ mới có. Những cái vị như thế thì họ là ở một chỗ thì họ đầy đủ phước đức thì họ mới có như thế đâu. Dạ. Không phải là ai cũng như thế được cả. Ngày xưa vẫn có tăng đoàn và đi đoàn. Nếu mà Đức Phật không trụ trì thì tăng đoàn và đi đoàn liệu có đi qua đời nết hay không, hay là ai muốn làm như thì làm? Thế mình tự hãy cho biết trong quá trình tu tập anh có tụng kinh tụng chú hay không? Chú thuật có chú thuật, người chú thuật như thế này, chú thuật Phật dạy, không phải là chú thuật để đọc rồi hại hay là bảo vệ gì đó. Chú thuật nó giúp ích cho cái người tu hành. Con cũng thường tụng chú đấy, con cũng thường tụng chú đấy. Vậy tại sao anh từng trả lời là anh không tụng kinh tụng chú? Chú đại bi là độc ác, không nên tụng làm gì? Có phải là anh đang cố tình dẫn dắt Phật tử để mà xuyên tạc, để mà thay đổi cái giáo pháp của nhân Phật hay không? Trước bốn cái hành vi, một là kêu gọi người dân muốn đi tu thì tự cạo đều không cần đến chùa, hai là kêu gọi Phật tử kích động Phật tử cúng dường cho nhà chùa thì thầy chùa làm phạm giới. Điều đó có nghĩa là Thế Minh Tuệ đang cố tình gieo rắc cái tư tưởng đi tu là không cần đến chùa, thì điều đó có nghĩa là chùa lâu dần sẽ không còn thầy tu. Cái hành động mà thầy chùa nhận tiền cúng dường là phạm giới. Điều đó có nghĩa là nếu mà Phật tử cúng dường cho nhà chùa bằng tiền thì không tạo được phước lộc gì hết. Thì có phải là Thích Minh Tuệ kêu gọi người dân đừng làm cái việc đó nữa, tại vì nó là phạm giới, nó không có phước lộc. Rồi người dân không còn cúng dường cho nhà chùa nữa thì nhà chùa lấy cái gì mà để duy trì cái nền Phật pháp? Tại sao mình lại đi nói xấu trụ trì chùa vậy? Mình không biết là mình im mà sao mình nói xấu trụ trì chùa vậy? Đâu phải ai cũng xấu. Ví dụ một vài cá nhân, năm bảy cá nhân người ta thối hóa phẩm chất thì vẫn còn rất là nhiều người họ rất là tốt. Thêm một đức thầy nữa của đạo Hòa Hảo đã ca ngợi ông Thích Minh Tuệ một cách mù quáng, sớm sát nghe. Mà ông thầy Thích Minh Tuệ là một hình ảnh thế thân của một vị đệ tử của Phật. Đây là hình ảnh khổ hạnh của Đức Phật, một vị hóa thân đệ tử của Phật đi để giáo hóa và làm cái tấm gương cho những ai hiện bây giờ còn ở chùa cao Phật lớn. Bác lớn tuổi rồi nhưng mà cái video này bác nói như vậy là bác sớm xét những cái vị thầy ở trong chùa ấy. Bác đừng có nói những cái lời đó với người ta. Cái chùa không phải của người thầy, cái chùa là của Phật tử tứ phương góp lại.
ông thầy chùa đó ông chết thì cái chùa nó vẫn còn ở đó cho cộng đồng, cho dân chúng. Bác nói như vậy là bác sai nghe. Tất cả những người thầy chùa trong chùa ít nhất người ta cũng biết niệm được cái câu Nam Mô A Di Đà Phật. Còn ông Thích Minh Tuệ, nếu mà bác kê người ông Thích Minh Tuệ vậy thì bác hãy coi lại bác đi, bác sai rồi, bác bậy rồi. Nghe đâu là cái em Lê Thị Miễn này cái thời gian gần đây em cũng nổi đình nổi đám lắm. À, Lưu Trương cũng có vài vào nghe trong cái trang của em những cái bài chia sẻ thì Lưu Trương thấy là em hiểu những cái câu nói nó rất là cạn cợt, hiểu rất là cạn á. Mà Lưu Trương cũng không nghĩ là thôi mình cũng không cần thiết vì đã không hiểu rồi thì có nói cũng không hiểu. Mình là con người với nhau mà, đúng không em? Nếu mà những cái hành động của sư Minh Tuệ nó không phù hợp với em thì em có thể em lướt qua, em bỏ qua. Em Lê Thị Miễn. Em nói thật với quý vị, Lê Thị Miễn đó đề nghị thầy Thích Minh Tuệ phát biểu cảm tưởng lương tâm của một con người. Rồi nó nói cả cái ông Phật tử Đào Hòa Hảo là ông là người nói xàm, xàm mới là sân si gì đó. Ông kêu nó kêu ông là Đào Vinh Hòa Hảo là ông phát biểu sân si với lại nói chuyện xàm. Ấy giời, nghe nó nói đoạn video này không mà tôi ức chế mà. Nói thật với quý vị, nói 10 câu là nó nói 100 câu là sai, tét lét 100 câu là sai hết 101 câu. Không có một danh từ nào mà nghe mà coi cho được luôn đó quý vị. Công nhận phải nói là cái con nhỏ này. Phải nói là mày không biết là mày đầu thai kiếp, không biết là kiếp này mày đầu thai lên làm con người. Mặt người mà cái gọi là không biết là cái lòng già mày, tao không biết là tao phải nói mà cái lòng già mày thuộc về cái loài gì, thuộc về cái loài gì á. Mày thua một cái con cầm thú chứ, mày được con cầm thú tao không nói. Ủa mà là mày làm gì mà mày ăn trong mà tối ngày mày lên mày nói xấu thầy Minh Tuệ hoài mày hả, xúc phạm lăng mạ sỉ nhục cho kỳ á. Mày là cái gì, mày là tay trai gì mà mày lên mày ra lệnh là người ta là phải phát biểu lương tâm của một con người. Thì mày có lương tâm không? Mày có lương tâm không? Mày nói tao nghe coi. Bản thân mày có lương tâm không đã? Mày là chỉ là một cái con nháy danh đi. Trong cái đó nghe nói mày là một cái con ô xin đi làm bên nước ngoài. Nghe nói mày mấy ngày vừa rồi là chuẩn bị người ta trục xuất đuổi mày về nước. À, mà mày lo mày về nước nào? Mày về Việt Nam được không? Mày nhắm mày về Việt Nam được không? Mày về đi. Mày về đi là gia đình nhà mày ăn đủ cho nó. Gia đình nhà mày ăn trứng túi đủ luôn á. Ăn nói gì đâu mà phải nói là đàn bà con gái gì mà ngu dốt mà. Nó làm như nó nói vậy là nó hay lắm á quý vị. À, lên giày dỗ người ta, lầy dỗ, giày dỗ thầy Minh Tuệ. À, mày là cái tá gì mà mày giày dỗ thầy Minh Tuệ? Ba mẹ con này thiệt tình luôn á. Quý vị ạ. À, nghe mà nó ức chế mà lên tới não luôn đó. Con này mà em gặp đó chắc nó tới với em. Em nói thật á, nó mà gặp em là chắc em nguyên cầm nguyên cái giỏ trứng túi luôn đó quý vị. Em cho nó ăn đủ luôn đó. Là như thế nào là lương tâm con người hả? Thầy Minh Tuệ thầy nói vậy mà như vậy chưa được là lương tâm con người hay sao? Hay là chỉ phải là ăn trong cứ ngồi nói ra giả là cúng dường cúng chùa đúng không hả? Như vậy mới gọi là lương tâm đúng không hả? Giờ mày làm sao mà mày cố bảo vệ cho các chùa chiền dữ hả? Mày nằm trong những cái vị trí gọi là cái thế lực nào mà mày lên mà mày sủa dữ hả? Rồi là coi như là lý do tại sao mà mày lên mày bảo vệ coi như là tài sản của các chùa dữ hả? Mà thầy Minh Tuệ tí dụ người ta có hỏi thầy Minh Tuệ cũng đâu có nói sai đúng không, nói đúng 100%, những cái gì thầy biết thì thầy nói đúng hả? Chứ đâu có đụng chạm gì, cũng đâu có đụng chạm mày tới trụ trì tên gì đâu. Chừng nào mà đụng chạm đến trụ trì mà tên của cha mẹ mày á thì mày phải ngồi đó mày sủa chứ đúng không. Thầy nói đi gọi trụ trì cũng giải thoát thì thầy nói trụ trì chứ thầy nói vậy đụng chạm mày tới gia đình nhà mày hả? Đụng chạm tới gia đình dòng họ nhà mày gì chưa mà mày lên mà mày ra giả vậy, cái con rốt kia đúng rồi, phải trả lời lương tâm đúng không. Mày kêu là đề nghị thầy Thích Minh Tuệ
trả lời lương tâm của một con người đúng không? Rồi vậy như nào mới gọi là lương tâm, trả lời như nào là mới gọi là lương tâm, mà trả lời như nào mới gọi là không lương tâm, thì như vậy là không có lương tâm mà. Đó rồi, rồi giờ bây giờ lương tâm thì trả lời như nào, mày nói tao coi nghe coi. Nếu mà trả lời theo như mày ấy, là mày kêu đề nghị trả lời lương tâm một con người ấy, là cứ ăn xong tối ngày lên kêu cúng dường đúng không, cúng dường với cúng chùa đúng không, với cúng đủ thứ đúng không, đúng không, ăn xong rồi cứ tối ngày lên chuyển khoản với cúng dường đúng không, như vậy mới gọi là lương tâm con người đúng không. Còn là không có lấy cái gì của ai là coi như là không có lấy cái gì của ai. Thôi đi ra nghĩa trang nghĩa địa, người ta tu thì mắc cái chứng gì mà mày nói là Thầy Minh Tuệ là cái gì kích động là cạo đầu, ai muốn đi tu thì tu, ai muốn đi tu là cạo đầu tự đồng xuất ra đi tu, muốn đi nào đi, coi như làm như vậy coi như chùa chiền là không còn ai, ai muốn đi nào đi, xin Đức Phật mới được đi à. Trời ơi sao kỳ á, ở đâu ra mà mày có cái bộ luật mới vậy, ở đâu ra mà mày có cái đề nghị mới vậy mày hả, sao kỳ á, phải xin Đức Phật hả? À? Xin Đức Phật luôn ghê à, phải xin mới được hả? Giờ không xin thì có sao không hả? Người ta muốn cạo đầu người ta đi ra người nghĩ trăng cái địa, đi ngoài đường ngoài xá đụng chạm gì tới gia đình dòng họ nhà mày hả? Hả, bộ Đức Phật không nhìn thấy sao mà mắc mới thì phải xin hả? Đi ra ngoài đường Đức Phật không biết là đi theo ai hả? Đi theo Đức Phật chứ đi theo ai mà phải xin? Trời đất ơi, đi cạo đầu đi theo tu hành 13 hành đầu đề thì tất nhiên là phải đi theo Đức Phật, đi theo ai hả? Con rốt kia hả? Hả, nhưng mày ngu rốt có vậy mày hả? Giờ con đi theo Đức Phật thế là đi theo ai hả? Mà ý mày nói là phải xin phép Đức Phật là trong chùa hả? Rồi là được đi mới được đi hả? Thì mày nói đài là xin phép chủ trì đi đúng không? Xin phép chủ trì mày nói đài đi chứ mày nói xin phép Đức Phật nào hả? Đức Phật nào? Đi tu 13 hành đồ đà là đi theo con đường của Đức Phật chứ còn xin phép gì nữa hả? Con rốt kia hả? Má nói với mày không, tao muốn cầm cái trái trứng tao chọi cho mỏ mày, cho mày ăn cái trái trứng túi luôn. Anh nói thì đúng rồi, cỡ như mày á, nói chuyện cỡ mày mới có lương tâm con người. Đề nghị mày á là nói chuyện cho đàng hoàng vô nha, không coi chừng có ngày đó nghe nói mày sắp bị trục xuất về nước đúng không, đúng không? Rồi chúc mừng nha, mày ăn nói cho cố vô đi ha. Không những trục xuất đâu mà tao chờ kỳ này á, mày mà bị trục xuất là tao không biết mày còn lối nào để mày đi hay không. Có nước đi về chùa Phật Quang á, chùa Phật Quang chứa mày, hiểu không? Về sư phụ của mày á, sư phụ của mày chứa mày thôi chứ không có ai chứa mày nổi đâu nhá. Yêu cầu mày đi ra ngoài đường á mà mày lấy trang bị á ha, cái toilet hay cái gì đó cái trùm kín cho bản mặt của mày á, chứ không là coi chừng á nhá, coi chừng á là về đến đây là dân Việt Nam là người ta cho mày ăn đủ luôn, ăn trứng túi, ta hồ mà ăn trứng túi luôn, ta nói cho mày nghe những cái con miệng ha, ăn nói hồ đồ mờ giờ, ăn nói ngu dốt mà làm như là cái thứ gì, mày là cái loại cái thứ gì chứ đâu phải cái thứ người ha.